Chào các anh em, thì hôm nay mình lại được mới về mấy cây này ta kêu bằng dendro lai cát, nhưng mà nó phải là dendro lai cát nha mọi người. Nó lai cây gì mình cũng không biết luôn nữa, nhưng mà phải là dendro lai cát. Mình thấy cái tên tiếng Anh nó rất là dài luôn. Thì đây mình có 6 chậu, thì cây của mình mập ú đang nụ đàng hoàng, thì cây cũng đang mầm con luôn. Thì cái này mình có 6 chậu nhưng mà mình bán 4 đến 5 chậu thôi, còn 2 chậu thì mình để lại mình chơi, chứ mình bán hết rồi mua lại nó rất khó lắm mọi người. Tại vì cây này nhập từ Thái với cây Việt, không phải là cây Việt, nên là bình thường thường mình có hay mua một ít cây á, toàn là cây nhập từ Thái không à, chứ cây mô thì Việt Nam trồng dễ ha. Nên là cây của người ta thường thường là ốm nhôm, mà cây của mình nó mập ú tròn vo vậy nè. Thì cái này bữa nay cũng mùng 8 Tết thì mình giao lưu với anh em là giá 99k nha một chậu. Mình chỉ bán 4 hoặc 5 chậu thôi, trừ một chậu lại chơi. Còn nếu mà qua mà mai mốt mình thay chậu rồi mình vô gió thông rồi thì giá từ 150 ăn lên nha mọi người, tùy theo cái chậu nữa. Đó. Tại vì mấy thằng này tháo ra rồi thì nó tầm khoảng 2 tháng sau nó mới tốt lại, mới đẹp lại được, nên là thời gian nó rất là lâu. Mà cái này thì mình mua hàng đang nụ, hàng nào cũng đang nụ hết chứ, lá cây không bệnh luôn, cây nào cũng có nụ hết. Thì thị trường thì người ta bán cũng khoảng 95 85 tùy theo cái độ cây, còn đây mình bán 99k. Anh em nào mua thì chuyển khoản cho mình, còn thôi anh em kết bạn Zalo cũng được. Thì mình mới làm lại YouTube ngày hôm nay à. Lúc trước do bận với do nhiều biến cố quá, nên là mình không có làm YouTube. Còn bây giờ thì mình làm YouTube, mình bán cái cây thì đang nụ hoặc đang hoa, hoặc những cái cây nào chơi lá thì mình bán theo lá thôi. Đó, là chưa tính tiền ship nha anh em. Rồi chúc anh em một buổi chiều vui vẻ.